Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, bể trên ban phúc, đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trời thương Phật ban cho lộc lớn, may hết chỗ nói, tiền bạc ùn ùn đổ về chất cao như núi, giàu dược mặt đại gia. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi con người dường như đã được định sẵn từ trước, đó chính là tính bất biến của định mệnh. Chúng ta không thể chọn giới tính khi sinh ra, không thể chọn cha mẹ, anh chị em, không thể chọn đất nước mình sống hay quốc tịch mình mang. Tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên đó thực ra là sự sắp đặt của số phận, vì không có quyền lựa chọn nên chúng ta gọi đó là định mệnh. Tuy nhiên, số mệnh cũng là một thứ có khả năng biến đổi. Chúng ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi và có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nếu gia cảnh không giàu có, thì Quý Sửu có thể chọn chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vươn lên, mong một ngày đổi đời giàu sang. Nếu tình cảm không nồng thắm, Quý Sửu có thể lựa chọn bao dung, thay đổi bản thân để hòa hợp bên nhau. Không có chuyện định trước sẽ nghèo khổ, cũng không có chuyện định chiếc xe cô độc, đau khổ. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước sang 3 tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Quý Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. 3 tháng cuối năm, Quý Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Mời che chở, lại thêm các thần ấn quang nâng đỡ, Quý Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách. Quý Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều, tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại. Cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều, chỉ cần duy trì sự nỗ lực, bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Quý Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Quý Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên, nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng, tài chính. 3 tháng cuối năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Quý Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Sau đây sẽ là vận trình tử vi trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 3 tháng cuối năm 2024.
xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu cho thấy, giới diệt được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chiếu mệnh là chính ấn và chính quan hậu thuẫn. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu có những cơ hội phát triển nhất định trong 3 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, vận khí còn nhiều biến động, đặc biệt có tương phá ảnh hưởng, nên vẫn có một số thử thách không thể chủ quan. Trong tập thể, người tuổi Quý Sửu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho tuổi này. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên người tuổi Quý Sửu đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu sự linh hoạt nên có thể khiến mọi việc bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội quý giá. Do đó, bản mệnh cần điều chỉnh thái độ của mình cho đúng đắn, linh hoạt ứng phó với những thay đổi trong công việc. Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn chờ đón Quý Sửu. Nhìn chung, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều, dù Quý Sửu đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể cũng có những thành quả đáng nể, nhưng vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau, con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung, nên khó hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, hung tinh phá thái tuế cũng gây không ít bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay dèm pha về công việc của Quý Sửu. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm nay, Quý Sửu được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và cấp trên, đừng quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hợm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, Quý Sửu cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, đừng để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của Quý Sửu thực sự không còn chỗ để phát triển và Quý Sửu có kế hoạch thay đổi công việc, thì Quý Sửu có thể xem xét tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Với những Quý Sửu đang tham gia bán hàng hay bắt đầu kinh doanh, nên tuân thủ luật pháp và các quy định chung trong ngành. Quý Sửu có thể tìm kiếm những cách làm mới nhưng không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc vốn có. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi tuổi Quý Sửu trong 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh, mang đến những thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc. Nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ, một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc hơn nam giới là nhờ thái âm che chở. Đối với người làm công việc cố định, thu nhập hàng tháng tương đối cố định, có người kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác. Thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm lợi nhuận tài chính. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm này, Quý Sửu nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm xổm. Phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng lúc, đừng mù quáng tìm cách tăng thu nhập thêm, mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Đối với những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán, thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong 3 tháng cuối năm nay, do không được nhiều sao tốt phù hộ. Không nên mở rộng quy mô một cách vội vàng và ồ ạt. Trong thời điểm đầy sóng gió này, Quý Sửu cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng, cũng như xu hướng của ngành. Nếu có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp Quý Sửu tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, lại thiếu sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu, là những yếu tố khiến con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn. Trong 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phán đoán có phần chủ quan của bản thân dễ khiến Quý Sửu đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu,
người tuổi Quý Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người quá dễ dàng, càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần quá lo lắng, bởi Quý Sửu sẽ được sự trợ giúp của sao lành phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến xui thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không tốn quá nhiều sức lực. Đối với việc hợp tác làm ăn, Quý Sửu cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh bị mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế của bản thân. Xét về phương diện sức khỏe, theo tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu nhận định, vận trình sức khỏe của Quý Sửu tương đối ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn cần lưu ý vấn đề giữ gìn sức khỏe. Do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường cao, nên con giáp này dễ gặp một số khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục là vô cùng quan trọng. Đồng thời, không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc, đôi khi có thể do áp lực công việc gia đình mà tâm trạng của Quý Sửu thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự mình làm khổ mình. Lúc này, Quý Sửu có thể thử một số hoạt động thư giãn như đi du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý. Bản mệnh đã ở tuổi trung niên, cần đặc biệt lưu ý đề phòng các bệnh về tim mạch trong cuối năm nay. Quý Sửu nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn ngọt. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến sự an toàn của các hoạt động dưới nước, đặc biệt khi đi du lịch, nên tránh tham gia các môn thể thao dưới nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, trong 3 tháng cuối năm 2024, những người tuổi Quý Sửu sẽ có đường tình duyên tương đối bình ổn, có tốt có xấu. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, Quý Sửu thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp quá vấn đề đơn giản và không có lợi cho việc duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với các vấn đề và tìm kiếm giải pháp để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, Quý Sửu nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần và cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến cho bạn khá đau đầu. Nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình của bản mệnh khó bề được như ý, công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điềm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh. Dù con giáp này muốn yên ổn làm việc cũng khó, tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này, bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng. Quá nhiều vấn đề bủa vây khiến cho tuổi Quý Sửu đâm ra tự nghi ngờ bản thân, có những lúc bản mệnh còn chông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì. Nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Trong tình hình này, bạn cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Đừng cứ mãi tự than thân trách phận,
đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân. Dũng cảm đối mặt, việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phù và hữu bậc luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Quý Sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi bạn đã kinh qua những thử thách trước đó. Xét về phương diện tài lộc, đường tài lộc của tuổi Quý Sửu trong tháng 10 âm lịch này khá ảm đạm, không có nhiều biến động, trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại, nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng, thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh là điềm báo có tiểu nhân lừa gạt, đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của con giáp này để nói lời phỉnh nịnh, hòng cướp đoạt tiền của tài sản của bạn. Do đó, tuổi Quý Sửu không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùng vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này, bạn dễ thâm hụt ngân sách, nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của con giáp này nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán, nên cần hết sức cẩn thận. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó, bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình cảm của tuổi Quý Sửu trong tháng 10 âm lịch này ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này, cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bản mệnh cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm, thì gia đình mới mong êm ấm. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cho con giáp này khó mở lòng với người khác. Tuổi Quý Sửu tháng này hãy dành thời gian dung dáng nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài, khiến cho sức khỏe của tuổi Quý Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm, sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có Thiên Cẩu hung tinh hoành hành, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Trong thời điểm mùa thu này, bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng dễ bực tức, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bạn cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, tránh xa bệnh tật rồi. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng do có sự phù trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Không biết làm việc gì trước việc gì sau, thậm chí phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.
Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi. Có điều, yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình, nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Quý Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Quý Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến tuổi Quý Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Quý Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ, thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn, bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han, quan tâm đến nhau. Khi được quan tâm, chăm sóc, tuổi Quý Sửu cũng nên nhớ, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, trong tháng Cửu Mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiết việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể, và tháng này, bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này, tuổi Quý Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bản mệnh càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng,
Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể tuổi Quý Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Quý Sửu, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương, thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Quý Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao. Tốt nhất tuổi Quý Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, thời điểm cuối năm tháng Chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Quý Sửu. Cũng chính vì do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách, những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tích thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân. Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc, cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Quý Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Kế Đô. Kế Đô là hung tinh, tác động mạnh hơn với nữ giới, nam mạng thì nhẹ hơn chút. Tuy nhiên, năm có sao này chiếu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi trọn đời lục thập qua giáp, tuổi âm lịch của nam mạng Quý Sửu 1973 năm Giáp Thìn 2024 là 52, gặp hạn, hạn địa dõng. Hạn này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm con rồng, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió dữ.
báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút. Năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc. Nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh. Dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận, tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, bởi vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Thái Dương, được coi là phúc tinh, tốt cho nam mạng và nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, giảm bớt hung hiểm cho vận trình, tiền bạc cũng khá may mắn, có khoản tích lũy lâu dài. May mắn nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nếu muốn tiến hành việc lớn, tranh thủ hai tháng ấy mà làm. 2. Hạn tuổi. Hạn địa dõng này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo dướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút. Năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc. Nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải sao hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu,
màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa giỗng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.